Hello Khánh. Where are Cô đợi con khởi động vậy. Ấy, con là diễn giả, cô đừng cho con xuống, con chẳng làm gì đâu. you? Diễn giả gì? Sao cái camera của con nó lại không lên nhỉ? On. Quên mất. Lỗi. Đây cô ơi. Hello, oh my God, what happened to your hair? What happened to Tóc của nó bị xù lên rồi. your hair? Oh wow. Rồi, did you have a good new year? Did you have a good new year? Normal. It was normal, right? Right. Vậy thì con đã làm gì vào ngày đầu năm nhỉ? What did you do on the first day of New Year? Don't Don't know? Okay. Yeah. Did you watch movie with your family on the first day of New Year? Yes. Oh, what did you You see transcript. watch? Yes, I see the transcript. I am seeing the transcript. Is gonna choose when I read Mamma Mia. Right, that's right. Transcript will show the words that you are speaking. Ôi, cô đọc chuẩn ấy nhỉ. Of course, I am a teacher. Sometimes the transcript will misheard you. Đó, Miss mishear tức là kiểu như nó sẽ nghe lộn đó con. Nhiều lúc thì cái transcript nó sẽ nghe lộn, thành ra là nó không có được chính xác lắm đâu, nó chỉ chính xác tầm 60% thôi. cô đợi con để con thử nói xem nào cô. Ok. Hello. Transcription closed captioning has been enabled. Who can see transcript? What? Mute. It Oh my God, stop video. Chat, say screen, record, live transcript, correction. Oh my God. stop. Do you want to leave the transcript on? No, I don't want. Okay, you want to turn it off, right? Want to on this. Oh, Let okay. Okay, so you want to let it on. Okay, thank you. Right. Và nếu mà mình để như vậy thì mình để luôn nha. Rồi. Yes. Ok, hôm nay mình sẽ làm một ít bài tập bởi vì cô đang cảm thấy là cái phần ngữ pháp của bài 1 này Khánh chưa vững lắm. Cô sẽ ôn tập lại một chút xíu rồi mình sẽ tiếp tục đi bài bài mới nha. Nếu còn thời gian thì mình sẽ đi bài mới. Rồi, Khánh có nhớ là cái ngữ pháp, cái thì đọc, cái thì mà mình đã rất là quan tâm vào những cái buổi vừa rồi không? Có quên Ừ, là để thì con xác gì? định lời nói của con để con ấy ngẫu chu ui What ngẫu nhiên đấy cô, ngẫu nhiên cái ngẫu nhiên trả lời với cô. is My God, I can't off this.
Right, Khánh. À, Thì mình đã học mấy hôm vừa rồi là thì gì nhỉ? con chẳng nhớ rồi. Con Xong rồi chẳng câu nhớ. này. Con chẳng nhớ. Right, con chẳng nhớ đúng không? Nếu mà con không nhớ thì Cô cực kỳ nhớ, con cực kỳ nhớ, con nói đùa thôi. thì gì Nha thì cô nha, gì? con học về cái gì nhỉ? Chính Con học về thì quá khứ đơn. xác, good job. That's right, Chào học về mọi người ạ. À, em xin phép tổng hợp nội dung học về rồi của Khánh như sau. tới tới ai lại chơi thế? No, don't do that, don't do that. You are really Oh, dĩ causing. nhiên là con nhớ. Con nhớ, đấy đấy là con chỉ đọc cái tin nhắn cô lúc con mở ra thôi. Con có chụp lại hình ảnh bài đấy mà cô làm sao không nhớ được. Rồi, ok, I believe you, I trust you, Ôi nhìn con này ảo cực quá. okay? Nothing Wait, bình thường nó ảo lắm vậy. Cô đợi tí. happened. Hôm nay học thì gì ấy cô? Hôm nay cô muốn làm một chút bài tập trước khi mình qua cái bài mới. Bài mới hôm nay thì để cô coi coi. Bài mới hôm nay. Wait, please wait. Để cô mở bài. Đảo siêu cấp. Ôi con dịch chuyển em. Hello, Hello. PowerPoint is not working for me. Cái PowerPoint nó đang không có hoạt động bên cô cho nên là please wait. cô để xem màn hình PowerPoint cho cô ơi. Cô gửi cái file cho con mở cho. Nhưng Không. đợt này PowerPoint con nó cũng chưa mua cái gì cây cây ấy. Bố con nói cái gì cây cây À. ấy. Active Rồi. ấy. Con chẳng quên. Cô để Rồi. con, cô gửi để con để con mở cho cô ạ. Thôi được rồi, không sao, cô mở được rồi này, cô mở được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bài tập. Oh Mình sẽ làm một bài tập nhỏ để mình kiểm tra kiến thức của Khánh đã học những bài trước nha. Rồi, bây giờ mình đến với phần bài tập liên quan đến thì quá khứ đơn. Rồi, Khánh có thấy cái bài số 1 ở đây không? Do you see question number one here, exercise number one? Right. Okay, I see a black screen. con vẫn chưa thấy màn hình share của cô hả? Xạo đúng In quotes, rồi Khánh con ơi. đây cô. Ok, bây giờ mình nhìn lên trên màn hình, mình xem cái phần bài tập này cho cô nhé. Cái bài tập này là ôn tập lại cách chia động từ về thì quá khứ đơn. Right, put the verb you see right here. Right, put them Gì xem in. Right, put them in the past simple tense. no. Oh no. Right. Oh Let no. I hate possible. Right, you only need to do five sentences. Mình làm 5 câu thôi rồi mình chuyển qua bài khác nha, 5 câu thôi. Bài này có 10 câu thì mình chỉ làm 5. You only need to do five sentences. Right, it will be quick. Don't worry, it will be quick. Right. Number one. Right, my dad dot 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 met at university. So do you think Still đi, still die, cô có dạy Khánh đọc là study không? still đi, still đi, Studied, studied, studied. Can you say that again? Studied. studio, studio, Studied. study, Rồi, study. how do you spell the word study? Con đánh vần cái chữ study mà trong quá khứ như thế nào? How do you spell it? Okay. Studied. Very good. 10 points. 10 points. Good job. Đúng rồi. Right. My dad studied math at university. Good job. Rồi câu số 2 luôn. We live. Từ, cô đợi con nghĩ xem từ nào đã để con. Oh my gosh, I have to think. You have infinite. You have infinity IQ. Don't worry. Move, Okay, moved, moved. Okay,
Right, how do you spell the word move in past simple? M-O-V-E. Hết hồn, tưởng con hát bài Super Idol cho cô xỉu. Super Idol phim phim bản tên. Con nghe con bà Nhật Anh gửi cho con kiểu. Thôi thôi đủ rồi, cô đã nghe quá nhiều Super Idol trong năm nay rồi. Nghe ám ảnh của ám ảnh thật chứ, có Super Idol Giáng sinh, xong có Super Idol Tết, đâu một kiểu đầy đủ Super Idol hết. Tớ có lâu đạt tình á Super Idol luôn. Ừ. Too much, too much. Jason. Con không để sai được, con ghét sai. That's right, try your best. Which word? Which word? I think is talk, talk. Mm-hmm. Talk, talk is not correct because you see the preposition at right here. Con nghĩ có từ nào có thể đi được với cái từ at này? Chính xác. That's right. Look. Look, so cô đừng tính sai, con đọc đúng mà. Look. Ok, right. Không tính sai được chưa? Rồi, how do you, nếu như mà bây giờ con đánh mình đúng cái chữ look trong quá khứ thì cô không tính sai này. How do you spell look in past simple? Chắc là easy peasy. Con nghĩ là giống cái từ mà không thể là looking được. Vậy chắc chắn là thêm ed của ạ. Ok, thêm ed rồi. Mình đánh vần là L double O K E D. Đi chưa? Rồi, Khánh đọc lại cả câu số 3 cho cô. Please read sentence number 3. Jason looked at me and smiled. Chính xác. Smiled. Good job. Rồi, hai câu nữa thôi. Right. The train. She stopped at the station and we got off. Very good. How do you spell it? Cô, con đọc đúng là cô không tin con. Không, đúng, đúng mà. S-T-O-V-E-D. Very good. S-T-O-V-E-D. Good job. Okay, last question. Jenny? Talk. Con không đọc là talk it, con đọc là talk, có đuôi T cho cô nhỉ. Talk, good job. Rồi, Jenny talk, thêm đuôi ED vào thôi. Right, good job. Right, Jenny talk on the phone with her friend for over 2 hours. Right. The end, we No. You don't need to do number 6 to 10. Câu số 6 đến câu số 10 thì mình để cho cái bài phía dưới đây. Rồi, bài này mình hôm qua nha, bài này easy, ok ha. Right, very easy. Làm nốt bài này, cô cộng điểm cho con thêm nha. Đúng rồi, đương nhiên chứ. Rồi, bài số 2. Rồi, cái bài số 2 này thì nó là chia động từ về thì quá khứ. Nhưng mà những cái động từ này là động từ bất quy tắc. Tức là cái ở thì quá khứ thì nó sẽ viết khác hẳn. Viết khác quá hẳn không thêm ed nha. Past simple, không cô? Đúng rồi, past simple. Right. Oh no. Right, let's try. Emma tried on a green dress. Toes. Good job. Good, very good. How do you spell it? How do you spell it? Bonus point, you go. C-H-O-S-E. Okay, C-H-O-S-E, chose. Good job. Ooh. Right, number 2. Làm 5 câu thôi, only 5 sentences. Number 2. Found. Good job. How do you spell found? F-O-U-N-D. Good job. Very funny. Right. 3 more sentences. Number 3. We? Went. Easy. Cái này quá dễ. Easy peasy. Right. 4. Từ từ để con nhớ lại xem nào. Con nhớ
Stole. Stole. Oh wow, very good. How did you spell stole? S T O L E. L E. Wow, very good. Stole. Đúng rồi. Steal này là động từ gì nhỉ Khánh nhỉ? Stole là động từ. Không không, có ý còn là ý nghĩa tiếng Việt của nó là gì? What does steal mean in Vietnamese? Chắc là cái chữa lành gì đó của ạ. À, từ từ. Hôm trước là có cô tiếng Anh gửi cho con cái bài. Đúng rồi, chính xác, that's right. I'm on the phone, right? I'm on the phone and then somebody stole my phone in front of me. Đó, rồi, đó là ăn trộm, ăn cắp. You stole. Good. Rồi, very good. Number five, last sentence. Begin. Began, very good. The film began, right? Began thì dễ rồi, right? Good job. Rồi, đây đều là. Còn tí, còn tí là đọc nhầm thành. Begin đúng không? Đọc thành con bàn. Hả? Đọc cô. Rashid Gan. À, quên cái gì nhỉ? Nó là cái gì nhỉ? Chidori đúng không? Chidori. Rashid Gan của cô. Không, ý cô bảo là dùng Chidori để đánh trả lại Rasengan, được không? Con quên cái Chidori là cái gì, lâu quá không xem rồi. Chidori của Sasuke là cái... Cái điện đúng không cô? Ừ, chính xác nó đó. Chính xác nó là Chidori là cái đó, cô chỉ nhớ cái đấy thôi. Có tất cả Ninegan. Thôi, cô lại Byakugan cho bây giờ. Của chị Thỏ Ngọc đúng không ạ? Ừ, chị Thỏ Ngọc. Thẩm vĩ luôn. Chị Thỏ Ngọc gì? I don't know. Right. Yay, Khánh, welcome to the new lesson. Hôm nay mình sẽ học một bài. Ơi, không làm bài nữa hả cô? À, mình sẽ làm bài trong những bài sau. Tức là hôm nay cô chỉ muốn ôn tập lại để xem Khánh có nhớ cái kiến thức gì về chia động từ và thì quá khứ không. Thì cô thấy là Khánh làm con rất là tốt. Gì cô? Con đúng hết điểm đúng không ạ? Đúng rồi, đúng hết điểm. Right, one bonus point for you. Good job. Rồi. Ok, now let's see. Bây giờ mình sẽ bước qua một bài mới. Ở bài này thì mình sẽ tập trung nhiều về kỹ năng nghe. Để cô kiểm tra lại coi là cô đã xem âm thanh chưa? Rồi, đã xem rồi. Ở bài này mình sẽ tập trung nhiều về kỹ năng nghe. Nhưng trước hết, mình phải tiếp tục với cái phần từ vựng đã. We have to learn the vocabulary first. Right, we are at number three, listening. We will listen to problems. Mình phải nghe rất là nhiều vấn đề ha. Rồi nghe về chủ đề problem, chủ đề vấn đề rắc rối. Rồi, trên đây là các cái cụm từ mà Khánh sẽ phải đọc và phát âm cho cô. Number one, chữ này, cụm này rất là dễ luôn, Khánh đọc được không? Number one, what is this? Number one is calm down, my boy, calm down. Rồi, con đọc gần chính xác nha. Con phải đọc là âm O tròn, calm down. Calm down. Calm down. I'm all done. Calm down. Oh my gosh. Ooh. Calm down. Chính xác. Calm down. That's right. Rồi, calm down nghĩa là gì Khánh nhỉ? Hạ nhiệt mày độ đi bạn ơi. Ừ, đúng rồi. Ok. Hạ nhiệt. Calm down. Bình tĩnh lại. Chính xác. Right. The next word. Revise. Can you read that? Revise. Cô đọc sẵn cho con thì dĩ nhiên con đọc được. Revise. Rồi. What does revise? Online. Chính xác. Ok, revise online. Rồi. Right. Tiếp. Advice. Can you say that? Advice. Oh, who's that? Advice. Who's that? I don't know you. Who's that? I don't know you. Right. Tại cái tóc con dựng ngược nên nhìn nó lại lắm bọn. Nên các bạn bảo là ê, tóc dựng ngược thế thì thừa biết là cậu. À, ok. Right, ê, em mà hay chơi con ở chỗ xóm này ấy ạ. Cũng học ở trường cùng trường con ấy ạ. Con chụp cho bảo là chị họ còn tin xong bảo là chắc nhìn giống anh ấy. Xong rồi bảo là chị họ mà. Right, Khánh. Từ tiếp theo, advice có nghĩa là gì trong tiếng Việt? Còn biết không? What does advice mean in Vietnamese? Khuyên bảo à cô? Khuyên bảo, chính xác. That's right, good job. Tiếp, refuse. Can you từ say chối it? Ạ. Đến chính no. xác.
That's right. Say no. Can you read the word refuse? Refuse. Âm đuôi của cô đâu? Refuse. Refuse. Okay. Thank you. Well, well. Trời ơi, lố chị kìa. Rồi, cái chữ này hôm bữa mình đã học rồi nè. Hôm bữa mình đã học rồi. Nhắc lại. I'm very thankful you because you are được 10 điểm trong hoặc gì em. 10 điểm trong hoặc. Ý là một nỉ. Ý là 9 điểm trong tay. Anxious. Điểm trong tay, đúng không? Anxious. Lo lắng. Anxious, lo lắng. That's right. Rồi, Khánh vẫn nhớ bài rất tốt. Rồi, Khánh đọc lại cho cô chữ thất vọng đi. Nãy mình chưa đọc chữ thất vọng cho cô nè. This. Disappointed. Disappointed. Còn okay, để cô. Disappointed là về cái cảm xúc đúng không cô? Đúng rồi, disappointed là về cái cảm xúc, là đuôi ed đó. Còn thing, đuôi thing thì nó là mô tả. That's right, good job. Rồi, chữ tiếp theo. Chữ tiếp theo. Đi. What is this? What is this? Dĩ nhiên là design này cô. Đúng rồi, design. Design nghĩa là I quyết định. Chính xác. Hôm nay cô sẽ mai kim cương. Right. Tiếp theo, chữ tiếp theo. Relieve. Đấy như cũng là hạ nhiệt vài độ đi bạn ạ. Not really. Relieve này là con cảm thấy dịu đi hả cô? Dịu hả cô? Relieve này hôm bữa là cô đã chỉ được đó là thở phào nhẹ nhõm, hoặc là con có thể nói là làm dịu đi cũng được, nó đúng một phần thôi, cái chữ làm dịu đi đúng một phần, cô vẫn xét là đúng nha. Oh, no. Không, cô vẫn xét là đúng mà Khánh đúng một phần nhỏ thôi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy là ok. Còn ở đây nó nói nè, relieve means to remove. Cô làm con thấy bản thân kém cỏi. Mới sai có câu mà đã gục ngã. Trời ơi, only one small mistake and now you feel sad. No, don't be like that. Right, next word. How do you read this? I need to Alright, what? Panic. Chính xác, âm đuôi K của cô đâu? Panic. Panic. You need to pronounce the sound k. Con phải đọc cái âm đuôi k cho cô đi, con đọc lại được không? Hay là đang chờ hơi lên. Panic. Okay, right, acceptable. Right, panic, hoảng loạn, that's right. Rồi, từ tiếp theo, take a break. How do you read that? Take a break. Very good, right? What does it mean? Cái này không biết được thì I need to rest. That's right. That's right. You need to rest, so it means take a break, nghỉ giải lao. Right, very good. Next word, cái này mình học rồi, mình ôn tập lại thôi. Embrace. 1 2 3 4 1 2 3 4. There are four sounds. Embrace. Gần đúng, cái chữ đầu tiên mà con không đọc là em thì là nó đọc thành im là đúng rồi đó. Embarrassing. Embarrassing. Đúng rồi, thần embarrassing. Thần hủy diệt trong Dragon Ball của really? Thần đó là ông B. Russ đúng không? B. Russ, I know him. Và Champa là hai anh em song sinh. Ok, good job. Witch và Boda, con không nhớ tên lắm, cũng là hai chị em. Rồi, Khánh nghe người ta đọc lại nè. Embarrassing. Im nha, người ta đang đọc là im ở âm đầu. Embarrassing. Chính xác, embarrassing. Right, last word. Make con xấu hổ lắm cô ơi. Con không dám làm MC đâu cô ơi. Thế được bạn, thế bao giờ được đề cử làm MC chưa? Thế có bao giờ Khánh được đề cử làm MC chưa? Có lần con được đọc nhưng mà kiểu lần đầu đọc nên nó hơi bật bật. Make an excuse là một cái cớ. Là một cái cớ hả? Wow, you know this, very good. Make an excuse, đúng rồi. Lấy cớ, chính xác vậy. Wow, very good. Right, make an excuse, lấy cớ. Rồi, từ vựng vậy là Khánh biết cũng nhiều đó. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi. I'm professional mà cô. That's right, you're professional, I know that. Right, Khánh. Okay, we now move to the next part. Please look at the screen and
Tell me, do you know this word? Do you know this word? Con có biết cái từ cô vừa khoanh đỏ không? Dĩ nhiên là biết. Okay, so what does it mean in Vietnamese? Tôi nên. Ah, that's right. Should có nghĩa là nên. Và cái từ nên này thường được dùng để đưa ra cái gì khách? Từ nên thường được dùng để đưa ra lời, lời khuyên đúng không? That's right. Should được dùng để đưa ra lời khuyên. Rồi hoặc là một một cái gợi ý gì đó. Ví dụ như hôm nay cô thấy Khánh là tóc bù xù quá này, cô sẽ bảo là you should cut your hair, you should go cut your hair. Hoặc là you should get a haircut. I don't want. Oh, you don't want to? Why? Do you, I don't want. Do you want to have long hair? Do you want to have long hair like me? I have very long hair right here. I have really long hair. Do you want to have long hair like mine? Hắn đang làm gì đấy? Có nghe câu hỏi không? Oh yes. Không ngờ trận này lại ăn tiền như thế. À, phát hiện ra Khánh đang chơi game trong lúc học bài nhé. Dạ. Cô bảo gì cả? Không, cô không nói lại nữa đâu. Cô đã nói qua rồi, cô không nói lại nữa đâu. Con đùa thôi. Rồi, nhớ. Nhớ là tập trung cho cô nha. I'm gay. Rồi, ok. Rồi, nếu như mà should là dùng để đưa ra một lời khuyên tích cực, vậy thì shouldn't. Đây, con đọc cái này là shouldn't cho cô nha. Shouldn't. Rồi, shouldn't này là dùng để đưa ra lời khuyên tiêu cực, kiểu như là không nên làm cái gì đó. Should là nên, shouldn't là không nên. Được chưa? Right. Vâng. Rồi, chúng ta thường sử dụng cái cấu trúc mà I think, rồi sau đó cộng với người nào đấy, rồi sau đó mới cộng với should. Ví dụ như cô bảo là cô nghĩ là Khánh nên cắt tóc đi, thì cô sẽ nói như thế nào? I think you should go cut your hair. Đó, I think you should go cut your hair. Đó là một lời khuyên, chẳng hạn như vậy. Ví dụ thôi nha, that is an example. Rồi, nếu như mà đã có I think cộng với should rồi, thì khi mà mình muốn nói là mình không nghĩ rằng bạn nên làm gì đó thì phải sử dụng I don't think, chứ không phải là I think xong một cái gì đó shouldn't nha. Được chưa? Rồi, đó là phần lưu ý của cái bài này. Ok, now we move on to the exercises. Bây giờ mình đến với phần làm bài nè. Right. Describe the photo. What are the girls doing? How are they feeling? What do you think they are saying? Rồi. I think some. Rồi, Khánh ơi, what are the girls doing? The girl is talk to her friend. The blonde, đúng không? The blonde hair girl is talking. Oh, sorry, cô gõ sai chính tả rồi. The blonde-haired girl is talking to her friend. Khánh đọc lại câu này cho cô đi. Please repeat that. The blonde-haired girl is talking to her friend. Okay. How are they feeling? They feel... I'm so excited! I'm have a bad day! Yay! Wow, you feel excited because you have a bad day. Really? No. Yes. Rồi, nghiêm túc vào này. Bạn nữ này đang cảm thấy như thế nào này? Do you think she feels sad? Disappointed? She's very proud because she has a 2 points in the... Total score in all the tests.
Oh, total score. Mình đọc là total score. Total score. Không phải. Total score. Total score. Là sai rồi. Total. Con buồn cho cô, con biết đọc mà. Rồi, tức là con đang bảo là bạn đang buồn bởi vì bạn có 2 điểm. Đúng không? Chỉ có 2 điểm điểm tổng bài thi đúng không? Is that right? Right? Her friend is sad because she only has 2 points, right, in total, right? Hoặc là mình có thể nói là because she only has the total score of 2. Her friend is sad because she only has the total score of 2 in all of her tests. Right, so can you read that sentence again? Con đọc vào cái câu thứ hai cho cô thôi. The blonde haired girl is talking to her friend. Louder, nè cô, bạn phát âm thanh lên, bạn âm thanh lên. The blonde haired girl is talking to her friend. Her friend is sad because she only has a total score of 2 in all. Right, hôm nay có vẻ nhiều năng lượng quá ha. Đương nhiên rồi, nhiều năng lượng trên em mới ồn ào được như vậy chứ. Còn nếu như mà không nhiều năng lượng thì Khánh nó ngủ gật trên bàn học lúc nào rồi đúng không? Right, next. What do you think they are saying? Con nghĩ rằng thì các bạn nữ tóc vàng này sẽ nói gì với bạn nữ tóc nâu này? Hello? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wake up, wake up. I don't want to wake up. Oh, you don't want to wake up? I think her is sad. Her feeling to her friend. Oh, okay. You think she is telling her feelings to her friend, right? Saying her feelings to her friend. Very good. Right. Can you say that sentence again? I think the blonde haired girl is telling her feelings. Thôi. Ám ảnh quá. Trời ơi. Thấy kìa. Right, the blonde hair girl. I think the blonde hair girl is telling her feelings to her friend, or the brown hair girl. Này brown hair girl, các bạn tóc nâu thì mới đúng nhé. Bạn tóc nâu thì mới đúng, tức là kiểu bạn ấy đang chia sẻ cảm xúc của mình với bạn tóc vàng á. Right, Khánh ơi, mình đọc lại toàn bộ cái phần này giúp cô được không? Nào, hurry up, không thôi tất cả những cái điểm cộng từ đầu buổi đến giờ là trừ sạch bây giờ. The blonde hair girl is talking to her friend. Her friend is sad because she only has a total score of 2 in all of her tests. I think the brown hair girl is telling her friend to. Đổi cái filter ngay đi. Trời ơi, nhìn ghê quá. Change the filter. Right, thank you. Không, nhưng mà tại vì lúc mà dừng lại thì lúc đó, đấy trời ơi, nhìn áp ảnh đấy, buổi tối mà nhìn vậy ghê lắm luôn đó Khánh. No, don't do that. It's very late Super at night. Super idol. Super idol gì nữa. Muốn nghe không? Do you want? Yeah. No, change the filter. Khánh, change to something normal. Oh, this looks weird. This looks scary. Please change to something normal. Nếu như mà con không change là cô đuổi con ra ngoài đó. Con tự đuổi con ra ngoài luôn cô ạ. Cô lại từ từ để nó hoàn thành cái việc này cũng được một tí đã. Con đang trở thành người hành tinh. Cô lại từ từ tí. No, stop that, please. Được rồi, học tiếp đi cô kệ đi. Cái này nó chỉ là người con thôi mà.
nó kéo Okay. dài á. Rồi. Ăn mừng đi. Anh em ơi, quên. Rồi. Read the listening strategy and the three summaries of a dialogue below, right? Then listen to the dialogue, which is the best summary. Cô đuổi ra ngoài thật đó. Yes. Tắt video luôn. Rồi, Khánh ơi. Bây giờ nhé, người ta đang kêu là mình hãy đọc cái ô màu tím này, rồi sau đó đọc ba cái dòng màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá, màu xanh dương ở trên này. Rồi đọc cái dòng màu tím này là gì? Là đọc cái cách hướng dẫn làm bài nghe. Bài này này, bài nghe này này. Rồi sau đó là mình đọc ba cái dòng màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương này. Được chưa? Khi mà đọc xong, mình cho cô biết là cái mình dịch ra tiếng Việt cho cô biết ba cái dòng này nó đang nói cái gì. Ba cái dòng này chính là cái phần tóm tắt nội dung cái bài nghe mình sắp nghe. Vậy thì mình đọc cái phần tóm tắt nội dung đó, rồi sau đó nghe để cho cô biết cái phần tóm tắt nội dung nào đang tóm tắt đúng. Khánh có hiểu ý cô không? Khánh có hiểu ý cô không? Rồi. Khánh không trả lời đúng không? Khánh không trả lời thì có vẻ như mình sẽ phải kết thúc buổi học sớm tại đây. Do you want that, Khánh? Khánh ơi, can you hear me? Hello. Vấn đề tôi xài Twitter nhiều quá nó đứng máy đúng cô không? Cô nói nhầm nha, cô nói nhầm. Chứ làm sao mà nó đứng đâu mà nó còn đổ con ra khỏi phòng? Là do hacker mũ đen nó hack cái máy tính con cô ạ, đáng đời. Và con vừa hack lại cho nó đáng đời cô ạ. Trời cái chủ ơi. Là Blockhead. Con cô mà chơi Quincy hoặc Blockhead là cô thua con chắc nếu con hack. Uh-huh. Rồi Khánh ơi. Khánh ơi, bây giờ mình chỉ còn 5 phút nữa là mình hết bài. Thì cái bài này cô nghĩ là để hôm sau mình sẽ nghe. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn Khánh làm cái phần này nhé. Bây giờ mình sẽ đọc 4 cái ô đang có chữ ở trên này. Cái ô màu tím mình đọc trước. Đây là hướng dẫn làm bài nghe của phần này. Mình sẽ làm bài nghe nhé. Nhưng mà mình phải đọc hết những cái ở trên màn hình đã. You do not have to understand every word in the listening task. Con không cần phải hiểu tất cả mọi từ ở trong một bài nghe. Focus on the general meaning. Tập trung vào cái nghĩa khái quát của nó. Try not to be distracted by words you do not understand. Thấy cái từ nào không hiểu thì cứ kệ đi, đừng để nó làm phân tâm. Được chưa? Đó là cái chiến thuật nghe, tức là chỉ hiểu cái ý chung chung thôi. Rồi, sau đó mình đọc cho cô câu A, câu B, câu C để xem mình có hiểu xem là ba cái câu này đang nói gì không. Zach, bạn này tên là Zach nha. Zach refuses to go out with Tom because he's disappointed about his exam results. Right, so can you translate this into Vietnamese for me? A à, cô. Ừ, đúng rồi, câu A đó con. Con hết năng lượng của máy rồi cô ơi, con đang hết pin, cô đợi con sạc pin phát. Ok, mình chỉ còn 3 phút nữa thôi, cố gắng lên. Con muốn nghe bài Super Idol nên con sẽ cố gắng. Là Jack từ chối đi ra ngoài với Tom bởi vì anh ấy cực kỳ thất vọng vì bởi cái điểm số của bài thi của anh ấy chính xác, đúng rồi. Câu B, mà không đọc nữa mà giật luôn được không? Giật luôn cho cô, giật nhanh luôn à. Zach thì sao?
rất là cực kỳ lo lắng bị bởi vì về cái exam của anh ấy và quyết định không ra ngoài thì tôm. Đúng rồi, chính xác. Rồi, Jack is relieved. Ở đây là an tâm nè. Jack rất là an tâm. Jack an tâm bởi cái của exam của anh ấy bởi vì là từ 6 tuần trước và không, đồng ý ra ngoài với tôm. Không phải là 6 tuần trước mà 6 tuần sau. 6 weeks away là còn 6 tuần nữa lận, được chưa? Jack rất là an tâm bởi vì còn 6 tuần nữa mới tới bài kiểm tra. Vậy nên là anh ấy đồng ý ra ngoài với Tom. Được chưa? Rồi, mình đã hiểu hết nội dung của ba cái câu ABC này. Vậy ở đầu giờ tuần sau cô sẽ cho Khánh nghe cái phần này để mình biết xem là mà cái đoạn thông tin nào đang đúng với cái nội dung của bài nghe nha. Được chưa? Mình sẽ để vào thứ bảy. Mình sẽ để vào chủ nhật. Right, I will leave everything to Saturday. No, Sunday, sorry, Sunday. Rồi, và để thỏa mãn cái ước mơ Super Idol của con này. I let you listen to Super Idol. cô đang để chế độ im lặng hả? Cái gì đấy? Super bướm xuân, what the heck? Oh no, what is this? About this. Okay, share YouTube xong, bây giờ màn hình của cô bị đứng rồi, cho nên là I have to stop. Oh no. No, my screen moving. My laptop stop. Oh my god. Rồi, xin lỗi Khánh nha, I'm so sorry. Để bây giờ con nghe như mà Super Idol trên YouTube con vậy. So sorry. Right, I will see you again on Sunday. Okay, mình sẽ gặp lại nhau vào ngày chủ nhật. Hôm nay mình đã học được một số từ vựng, để cho mình đã học được một số từ vựng liên quan đến các cái động từ dùng để nói lên quyết định hay là chia sẻ về vấn đề nào đó, chia sẻ, an ủi, đưa ra lời khuyên chẳng hạn. Rồi, hôm sau mình ôn tiếp nhé Khánh nhé. Được chưa? Vâng. Okay, right. Thank you. Have a good night. Chào cô ạ. Have a good night. Bye bye. Bye bye, teacher.